Để cho bị nó lắm rồi. Mày tin nó hả? Kêu nó mở đi kia con. Mày bảo vậy con lên. Ê, đang nằm ở biển hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chị bán thịt lê hai đi. Nó sẽ mãi cái gì vậy? Ủa? Bà nó cứ kêu nặng sắc luôn à? Vậy ta kêu nữa. Xin lỗi mọi người nha, hôm nay mình muốn kịp thời gian để đăng sự kiện rồi. Hôm trước mày dám làm bậy bằng tao, thì hôm nay phải chết. Má quỳ ngon quá. Rồi rồi, mày xong rồi. Thank you.
chứ sao không? Mm-hmm.
hiểu bài học này. Các cậu có thể cần nhiều dụng cụ hơn cho bài toán này. Nhưng đây là một chút gì? Với một kỳ theo, thầy đã sửa được bài toán và đã lấy cây nhựa cao su rồi bỏ May mà dạo này bố đẹp.